câu chuyện đầy nghị lực của nghệ sĩ Quốc Tuấn và con trai, bé Bôm, đã lấy đi rất nhiều nước mắt của mọi người. Và đây cũng là câu chuyện truyền cảm hứng nhất cho khán giả. 15 năm, hai bố con đã quen với 4 bức tường bệnh viện, hàng chục cuộc phẫu thuật kéo dài. Thế nhưng, Bôm tự tạo cho mình một nguồn năng lượng vui tươi, tích cực, để bố không phải lo lắng. Là đông người ạ, cháu đang đạp ạ. Nhưng cháu nói thì bố cháu lại nhiều lúc cháu giúp, cháu lại làm phiền bố. Anh Tuấn ơi, sao anh hát thế? Thì anh bị ế, không lấy được mỡ. Chứ mỗi một lần phẫu thuật thì bản thân mình nặng chịu thì nhìn con nó cứ phơi phới nữa. Ngay từ khi còn bé, Bôm đã thể hiện sự yêu thích đặc biệt với những phim đàn. Và cũng không ai khác ngoài nghệ sĩ Quốc Tuấn tạo điều kiện cho bé Bôm. Điều anh Tuấn to bằng chừng nào? To bằng cái này. Cả thế giới của Bôm là âm nhạc. Còn với nghệ sĩ Quốc Tuấn, Bôm lại là cả thế giới. Trong căn nhà ấm áp này, chỉ còn những điệu nhảy vui tươi, sự mạnh mẽ và cả tình yêu của cha và con. Hi, hello, chào mọi người. My name is Thuy. Câu chuyện của cô gái Trương Thanh Thủy cũng tràn đầy cảm hứng như vậy. Được cộng đồng công nghệ ở Việt Nam gọi bằng biệt danh Thủy Muối, cô gái này được Forbes Việt Nam vinh danh 30 gương mặt nổi bật dưới 30 tuổi năm 2015 và top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017. Khi đang tận hưởng những thời khắc đẹp nhất của cuộc đời, thì cô lại nhận hung tin ung thư phổi giai đoạn cuối. Và hôm nay là ngày số 0 trong cuộc chiến của tôi với căn bệnh ung thư phổi. Sau khi phát hiện ung thư, Thanh Thủy còn làm nhiều hơn trước. Thậm chí thành lập tổ chức phi lợi nhuận SCI hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Nó thư thái lắm, giống như kiểu tâm hồn mình được tách khỏi ra tất cả những cái lo lắng hàng ngày. Cuộc đời đôi lúc không có sự lựa chọn, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào thái độ của mỗi người. Với Thanh Thủy, cô đã lựa chọn đón nhận và vượt qua nó với một thái độ bình tĩnh và kiên cường. Đâu chỉ là mình đạt được cái gì, mà quan trọng là mình để lại được cái gì cho đời.